Sĩ Lý Thanh sẽ cùng gửi tặng đến tất cả quý vị, cả nhà của chúng ta qua một bài hát được mang tên Gõ Cửa Trái Tim. Tình xa
yêu cầu thì cho phép anh xin vào đây đến với tiếng hát của anh Bình quay heo. Em xin mời anh Bình ạ.